Chào quý vị, anh chị và chú quay trở lại kênh Viết Phố nhé. Thì quý vị thấy thấy trước mặt em là rất nhiều cái sản phẩm giày Adidas. Và đây số điện thoại Zalo của em nha quý vị. Ở đầu số điện thoại Nhật Bản hay em đang sinh sống tại Nhật, làm việc tại Nhật thì số điện thoại sẽ là số điện thoại đầu số Nhật Bản cộng 81. Và khi quý vị kết bạn Zalo thì quý vị chọn vào số điện thoại Nhật Bản. Chọn vào Nhật Bản thì ở Việt Nam mình là cộng 84 thì Nhật Bản là cộng 81. Là số 0806817 3970 thì sẽ ra Zalo của em thôi. Và khi nào em sẽ đổi Zalo sang số điện thoại Việt Nam thì em sẽ thông báo chính thức trên kênh. Và trước mặt của em thì quý vị thấy rất là nhiều cái giày Adidas. Chưa kể là rất là nhiều hàng em đã đóng gửi về Việt Nam rồi. Thì các cái màu mà Việt Nam mình các anh chị các chú hay chọn thì là cái màu xanh này và màu đen sọc trắng và xanh sọc trắng. Thì giá sale thì về Việt Nam từ 900.000 đến 950.000 trở lên nha quý vị nhé, tùy size, tùy màu. Thì đây hai màu thông dụng này thì có sẽ có giá từ 900 950.000 trở lên. Thì sản phẩm này thì là được là của Adidas Japan quý vị nhé, sản phẩm chính hãng nhé. Adidas Japan Kawasaki Kai Sản, công ty cổ phần Adidas Nhật Bản nhé. Thì sản xuất thì ở các nước thứ ba khác, một số nước như là Indonesia, sản phẩm này Indonesia, một số sản phẩm ở Philippines, ở Việt Nam cũng có. Bây giờ thì Adidas cũng như các cái công ty của Nhật khác thì đã tách ra khỏi dần dần khỏi Trung Quốc, và các cái sản phẩm về giày da thì thường thường là ở các quốc gia Đông Nam Á thì là các cái sản phẩm giày da sẽ phát triển mạnh hơn một số nơi khác chút, nên là sẽ đặt ở Đông Nam Á nhiều hơn. Đấy thì có rất là nhiều sản phẩm cho quý vị nhé. Quý vị nếu có nhu cầu mua một đôi giày running thể thao, vừa đi được đi bình thường đẹp mà vừa có running tốt thì quý vị liên hệ qua Viết Phố nhé. Giá thì giày chính hãng là rẻ thì cũng tương đương với ở Việt Nam thôi. Tiền 900.000, 950.000 thì cũng tương đương với giá ở Việt Nam bán một chút rồi. Có thể đắt hơn một chút hoặc là tương đương với một chút thôi, không không có gì chênh lệch nhiều. Nhưng ngoài ra thì có rất nhiều các sản phẩm mà em săn sale nha quý vị nhé, nhất là các dòng hàng điện tử ở bên Nhật này thì hàng điện tử là thế mạnh mà. Thì các cái dòng tai nghe Bluetooth, tai nghe không dây, các đồng hồ thông minh ấy, thì em săn sale được rất là nhiều, và cũng có rất là nhiều anh chị có nhu cầu đặt hàng và đã nhắn tin cho Zalo Việt Phú cũng như trên trang fanpage Việt Phú JP hàng Nhật nội địa nhé. Thì ví dụ ở đây có mấy cái sản phẩm tai nghe Bluetooth này. Thì tất nhiên là các sản phẩm tai nghe Bluetooth, các sản phẩm điện tử nói chung thì 90% là sản xuất tại Trung Quốc, 90-95% sản xuất tại Trung Quốc rồi quý vị nhé. Kể cả như Apple 100% luôn rồi, 99% thôi thì là sản xuất Trung Quốc. Mà nhưng quan trọng là nó sản xuất cho thị trường nào mới là cái điều quan trọng nhất. Ví dụ sản xuất cho Trung Quốc mà chất lượng dành cho Nhật Bản thì nó phải đảm bảo tiêu chuẩn ISO của Nhật Bản thì nó sản phẩm rất là chức năng, chất lượng rất là tốt. Còn ví dụ sản xuất tại Trung Quốc mà cho thị trường châu Phi hoặc là các nước nghèo thì tiêu chuẩn nó sẽ khác so với các nước phát triển. Ví dụ với một cái sản phẩm Anero này, Bluetooth 5.0 nha quý vị nhé. Con này có pin rất là tốt, pin 3.000 mAh đấy, và Bluetooth 5.0 Q32 này, và sạc là 5V và 1A, thì tất nhiên là cục sạc thì bằng cái cục sạc điện thoại thôi. Giá niêm yết nói là quý vị nhé, 13980 là tương đương 14 rồi, 14 thuế nữa là khoảng hơn 3 triệu đấy nhé, hơn 3 triệu giá niêm yết nha quý vị nhé. Đây em có hai sản phẩm, săn được hai sản phẩm lần trước, có săn được hai sản phẩm nữa nhưng tuy nhiên về Việt Nam rồi, bán về Việt Nam rồi ạ. Thì hai sản phẩm này thì cũng có khách đặt đấy, thì em cũng săn sale. Với săn sale cái này thì một ngày thì được một cái, một đến hai cái, nhưng cũng không săn sale được nhiều vì hàng săn sale của giới hạn flash sale quý vị. Nếu một tài khoản thì mua một đến hai cái trong một ngày, một lần sale thì Q32 này thì giá hơn 3 triệu, 3,2 triệu gì đó. Nhưng săn sale bên em thì về Việt Nam là 900.000 nha quý vị nhé, 900.000, có thời điểm đắt thì nó 950.000 đấy. Nói chung giá chưa bằng 1/3 so với giá niêm yết, mà chưa kể đã bao gồm cước cước phí nha quý vị. Đây là một sản phẩm nữa, sản phẩm này thì cũng là wireless earphone, cũng cái sản phẩm này thì có pin là rơi tầm 1.200 mAh,
Vừa có thể cái cục này nó to, có khả năng được làm dùng sạc dự phòng luôn không quý vị, theo như quảng cáo của nhà sản xuất. Và có cũng là Bluetooth 5.0, pin thì có thể chơi nhạc liên tục đến 40 tiếng. Và nếu mà nghe gọi đàm thoại, nghe nhạc thì nó đến 5 5 đến 6 tiếng liên tục. Còn nếu mà ở chế độ chờ á, em nói nhầm, chế độ chờ là 40 tiếng hoặc đến 120 tiếng. Còn dùng liên tục thì là 5 đến 6 tiếng như quý vị nhé. Đấy thì hôm nay em săn được một cái duy nhất, giá niêm yết của nó là hơn 2 triệu, và bán về Việt Nam thì em cũng bán với giá săn được sale với giá 900 nghìn về Việt Nam đã bao gồm cước phí. Giá niêm yết là 2 triệu 2 gì đó, chưa bao gồm cước phí nha quý vị nhé. Con này thì là 3 triệu 2, chưa bao gồm cước phí, mà săn sale về Việt Nam thì là 900 nghìn đã bao gồm cước phí vận chuyển. Còn sản phẩm này thì cũng là một sản phẩm được đánh giá rất là hay, em đã bán rất là nhiều sản phẩm này về Việt Nam rồi. Sản phẩm này thì nó giảm giá đều, không hẳn là sale theo đợt mà giảm giá hầu như là vài ngày nó lại có một cái lần giảm giá của nó. Cái này cũng là Bluetooth 5.0 như vậy nhá, có chống nước đàng hoàng, rồi chơi nhạc liên tục đến 4 tiếng và sạc 1 tiếng, nếu mình ở chế độ standby là 42 tiếng. Thì con này thì pin nó không cần được khỏe như hai con này, tuy nhiên thì chất lượng âm thanh cũng rất là tốt, được đánh giá của bên em rất nhiều khách hàng sử dụng cái sản phẩm này bên em ấy, thì đánh giá là âm thanh rất là hay. Giá căn bản con này là về Việt Nam là 700 nghìn nha quý vị nhé. Trong khi ngoài ra thì em có một số con khác. Đấy, ngoài ra cái sản phẩm mà Airphone này thì là một sản phẩm mà cũng khá là nhiều anh chị đã đặt hàng bên em. Giá nó rất là rẻ, là 430 nghìn về Việt Nam quý vị nhé. Cái này thì kiểu dáng rất là đẹp, nguyên trong bọc em chưa bóc ra luôn á. Kiểu dáng nó đẹp, em có đăng trên trang Facebook của em rồi ấy, quý vị có thể vào tham khảo đấy. Thì cũng là Bluetooth 5.0, chơi nhạc thì được liên tục thì được 3 tiếng, standby thì 120 giờ, sạc thì 1,5 giờ ấy, quý vị. Đấy, còn cái sản phẩm mà em đang sử dụng là một cái sản phẩm hàng một sản phẩm 6 tiếng sử dụng liên tục và Bluetooth 5.1 có chống nước luôn. Con này thì kết nối được đến 15 mét và sạc thì công nghệ sạc nhanh USB Type-C. Đấy, kết nối thì tất cả các sản phẩm này đều kết nối được Android 4.0 trở lên và iOS 7.0 trở lên nha quý vị nhé. iPhone iOS 7.0 tương đương iPhone 4 gì đó. Của em thì đang dùng con này thì giá cũng rất là ok. Em dùng con bản màu trắng, đây còn 4 màu này thì em dùng con màu trắng. Giá nó là 2 triệu 2 gì đó ở bên này. À, thì em cũng săn sale thôi. Săn sale thì giá cũng khá là ok nên em mua về em dùng, và chất lượng đánh giá rất là tốt, nghe rất là hay luôn. Đấy, kiểu dáng của nó như thế này, ở trên hai bên thì có phím cảm ứng để dừng và play như trên đầu ấy. Đấy, mở ra thì có thể thấy là cái sạc nó đang còn nhấp nháy. Đấy thì đây là các sản phẩm mà bên em đang còn sale. Nói chung mà em khi nào em cũng có sản phẩm săn sale bán về Việt Nam, tuy nhiên thì có thể là lúc nào em có thời gian thì em mới làm video, em ít làm video một chút vì cái công việc cái làm theo ca ngày đêm nên cũng luân phiên khá là tốn thời gian, nên em cũng ít dạo này ít làm video hơn vì nhiều việc hơn một chút. Dịch bệnh đã ổn định hơn một chút rồi quý vị, thì cái công việc nó bắt đầu ổn định trở lại, nhiều việc hơn, có việc tăng ca hơn, thì cái thời gian dành cho việc đi các cái cửa hàng đồ cũ ít hơn, quý vị cũng hết sức thông cảm giúp em. Rồi, còn đây là một cái sản phẩm cuối cùng trong cái video ngày hôm nay, một cái sản phẩm sau for Urban Sport của một cái đồng hồ smartwatch của Saupit. Đây, sản phẩm này có giá 900 nghìn về Việt Nam, đã bao gồm cước phí vận chuyển. Chức năng thì cũng là đo nhịp tim, đếm bước chân, rồi ví dụ mình chơi thể thao mình đo cái năng lượng, cái calo tiêu hao bao nhiêu này. Con này còn có khả năng chống nước IPX4 hay là 5 đó. Để em sẽ xem lại. Thì quý vị có thể chơi thể thao một cách thoải mái, mồ hôi ra thì quý vị không hề lo một tí nào. Thì nó là còn nguyên trong bọc nên em cũng không không tháo ra. Thì cái sản phẩm này thì trước đây em cũng có tháo ra một sản phẩm tương tự như này của một số anh khách quen ấy. Thì em cũng tháo ra để kiểm tra cái sản phẩm, test cái sản phẩm này thì em thấy rất là ok rồi. Nhưng cái sản phẩm tiếp theo này thì em sẽ không 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 tháo ra nữa, để nguyên bọc về gửi về cho quý vị anh chị cô chú. Đấy, thì
sản phẩm này thì cũng khá là ok. Em lại về cái ngoại quan, cái màn hình này thì quý vị có thể đặt theo cái sở thích của mình, thậm chí đặt cái hình nền của mình. Rồi khi kết nối với điện thoại, quý vị chọn cái hình và kết nối xong đặt cái hình nền, cái nào cũng ok. Đấy thì đây các sản phẩm săn sale hôm nay em xin giới thiệu quý vị anh chị cô chú, thì rất là mong được nhận sự ủng hộ của tất cả quý vị anh chị cô chú. Cũng em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.